Chào các bạn nha. Hôm nay Dương Tân sẽ làm một cái clip nấu lẩu cho các bạn xem nha bạn. Trời mưa lạnh nấu lẩu ngon lắm các bạn ơi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ nha. Xem kênh Dương Tân dưới đây, ủng hộ kênh nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều nha. Đây, nãy giờ mình rửa rau nấm đồ hết rồi nè các bạn. Cái này là rau đen lẩu nè các bạn ơi. Có rau tần ô nữa. Ủa rau tần ô ấy ở dưới hả? Rau nấm cải đây này, mà trời mưa lạnh quá nấu lẩu thập cẩm ăn nè các bạn. Lẩu đồ biển thập cẩm chua cay, bày cả nặng lát bỏ vô trong cái lẩu luôn nè các bạn. Đây thì thành phần có tôm với con chim chép, còn cái kia là cái mình kêu bằng cái có trứng cá trong các bạn ăn ngon, mình rất ăn đó lắm. Rồi đây là hai con cua, một lát mình luộc sơ cái đầu mình tóc nó ra, mình bỏ vô cái lẩu cho nước nó ngọt các bạn. Đây bà xã mình đang chuẩn bị lò, chào các bạn đi em. À, này lâu mới thấy gương mặt, đang chuẩn bị lên lò nước nấu lẩu nha các bạn. Giờ bỏ tỏi vô nha các bạn, bỏ tỏi vô để mình cháy cho nó thơm, mình nấu cái nồi nước nó mới thơm ngon nha các bạn. Bỏ chả vô nha các bạn, tỏi chả rồi vô, trước khi mình nấu cái nước cho thơm mình bỏ tỏi chả rồi vô xào trước, xong rồi đầu để khóm, mà cái khóm các bạn mua về các bạn tào ra lấy cái ruột ở trong thôi, lấy cái muỗng mình cắt cho làm đôi cho mình cạo 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 nó ra thơm lắm nha các bạn, vừa hết là thơm nước mũi luôn rồi đó. Sau khi các bạn cháy tỏi đồ vàng đồ thơm ngon rồi, các bạn đổ nước vô, các bạn ăn nước nhiều ít thì tùy mình nha các bạn. Nấu lẩu thì các bạn muốn ăn nước nhiều thì bạn đổ nước nhiều, còn các bạn muốn ăn nước ít thì đổ nước ít. Thì các bạn ra sẽ ra có cái nồi lẩu trước tiên là như đây này, nước vậy đó nha các bạn, màu xanh xanh vàng vàng đẹp đó các bạn. Đó là do xả khóm nó vàng vàng các bạn, nhưng mà sao vô đây mình thấy hơi xanh xanh, nó vàng rồi. Đây rồi các bạn bỏ cà rồi vô nha các bạn, tại vì cái nồi nước cái lẩu là mình nấu mình nêm á, mình bỏ vô hết, khi nước nó sôi lên mình nêm cái là nhắc xuống là xong nha các bạn, không có cần nấu lâu như mấy cái kia nha các bạn. Tại những cái nước lẩu này là những cái đồ gia vị mau chín các bạn, cũng như cà chua mà các bạn chín quá ăn cũng ngon nha các bạn, tại vì các bạn đừng bỏ vô trong cái lẩu nữa rồi mấy bạn mới ăn nha các bạn. Cái này là cái bước đầu để mình nấu cái nước lấy lẩu thôi nha các bạn. Giờ bắt đầu tới một nêm nếm nha các bạn. Rồi trước tiên thì khóm nó chua chua rồi các bạn dằn vô, tại nồi nước này rất là nhiều nha các bạn, các bạn phải dằn 2 muỗng rưỡi đường, theo như mình thì 2 muỗng rưỡi đường này nha thì nó mới vừa. Còn người nào muốn ăn sao thì con lát mình muốn nêm thêm không, quá ít hoặc bớt xuống nha các bạn, còn mình thì ăn kiểu vậy là mình nêm theo cái khẩu vị của mình. Rồi cái thành phần thứ hai là các bạn cái phủ này để nấu lẩu đó, các bạn bỏ cũng 2 muỗng rưỡi trước đi, thì lẩu chua cay này các bạn tại đường nha, cái muối này nó cũng mặn các bạn, muối để nấu lẩu á. Rồi vậy gần hòn lát nó sôi lên rồi các bạn nêm nếm coi nó làm sao, các bạn muốn ăn chua chua cay cay ngọt ngọt á thì các bạn nêm thêm ha. Còn bình thường là mình ăn hòn lát mình ăn là khẩu vị của mình cũng ăn chua chua cay cay hay hơi ngọt, hơi hơi chua nha, hơi hơi mặn nha các bạn, chứ đừng có mặn quá mình ăn coi ăn quá giết ăn nổi nha các bạn. Đựng vô với cái nước bún là nó vừa nha các bạn, rồi mình ăn lẩu thì có rau có bún luôn nữa, lúc nào mình nêm nước cũng hơi đậm đà tí xíu là bún với rau với này kia vô là vừa nha các bạn. Cái này là mình luộc sơ 2 con cua nha các bạn, chứ các bạn để ấy các bạn tách ra ông ấy mình luộc sơ luôn, lát cho mình bỏ vô lẩu mình ăn lạ lắm, tại mình luộc chín quá ngồi nó ra nước ngọt luôn, vừa vàng lên cái mình nhắc xuống rồi, trong vòng 5 phút nha các bạn. Rồi cái lát mình ba ấy ra mình bẻ vô cho mình bỏ, mình để vô cho nồi lẩu ngon nha các bạn.
bạn thấy nó cũng muốn chín rồi chứ không phải là không chín gì đâu bạn. Nhưng mà lát vậy mình bỏ vô lẩu nó màu chín chứ nó màu ra nước ngọt lên. Đây chuẩn bị có một cái bàn rồi đó nha các bạn, chuẩn bị con bàn lẩu rồi đó. Giờ chờ cái nồi lẩu nước nó sôi nêm vừa ăn nữa rồi đem múc ra cái lẩu cái gò là bắt đầu nhập tiệc nha các bạn. Giờ bên đây đang mưa lạnh ăn lẩu ngon các bạn ơi. Tháng này là chỉ có nước ăn lẩu là đã ấm cúng lắm. Đây sau một hồi nấu giờ nồi nước lẩu các bạn thấy đẹp không các bạn. Nấu lẩu là chỉ nêm đường với muối thôi nha các bạn, muối mà muối nấu lẩu chứ không phải là muối của mình nha, ăn nha các bạn. Muối mà nấu lẩu là các bạn nêm với đường, với nếu mà các bạn thấy nó chưa lạc các dàn rét nước miếng mắm ngon này nè các bạn, mắm bang cua nè, hai quả mát bạn muốn xài nước mắm gì cũng được á, miễn nước mắm ngon là được rồi. Còn nước mắm này không phải nước mắm bằng cua mà nước mắm cá cơm cao cấp gì đó, mình hay quả mắm ba băng cua gì cũng được các bạn, tùy các bạn. Nếu nước mắm này các bạn thấy ngon là các bạn để vô là nồi lẩu nó sẽ thơm phức nha các bạn, ngon lắm, thấy hấp dẫn không các bạn. Giờ lẩu lên lẩu rồi nha các bạn, nay có bà lão với vợ mình với con mình thôi nha các bạn. Hôm nay cô Tám nó này không muốn ăn luôn rồi, lên mắc cỡ rồi đó, bắt đầu lên nồi lẩu rồi nha các bạn. Mời các bạn dùng luôn nha, mời tất cả dùng chung với mình nha các bạn. Nay trời mưa lạnh nè các bạn ơi, ăn lẩu là hết sảy, trời mưa lạnh là ăn cái này là khỏi chê nha các bạn. Đâu giờ lẩu bắt đầu sôi kêu dữ nha các bạn. À, bắt đầu rồi đó. Dạ mình bỏ thả cá vô trước nha bạn, là cá nó lâu chín. Hồi nãy mình phải mình biết mình hấp cá sơ luôn nữa. Được rồi. Cho là lẩu nó kêu quá rồi, cái bụng mình cũng kêu theo cái lẩu luôn rồi các bạn ơi. Bỏ mấy cái nào lâu chín vô trước, ăn lẩu thì muốn bỏ cái nào lâu chín vô. Tám vô luôn đi, quay lấy hình nè. Tôm là vô, cơm qua bỏ xa bỏ cua vô luôn cho nước nó ngọt ăn. Đây bà xã mình đang chuẩn bị bỏ vô các bạn. Bỏ cua vô đi. Luộc sơ rồi, luộc sơ rồi chuột mới mấy 5 phút rồi nó vàng nó lấy ra liền. Này con cua mời các bạn luôn nha.
bẻ cua. À, giờ bà xã mình mạnh quá, bà xã mình bẻ từ cái que các bạn ơi. Đáng lẽ mình phải làm mấy cái này nhưng mà tại vì bà xã mình không biết quay nha các bạn. À, giờ như vậy. Đúng quá. Em lấy cái dao chặt ra đi. Cua thấy đã không các bạn? Cua này mập không? Mập. Mập gì bỏ vô ăn mới ngon. Rồi bà bỏ bún rồi vô chén rồi đi. Rồi vừa rồi. Rồi mời các bạn dùng luôn nha. Lẩu chuẩn bị bỏ vô. Tại mấy cái này mình nấu cũng sắp chín rồi. Chỉ chờ cá là sao thôi nha các bạn. Giờ bắt đầu cắt mực luôn đi em. Cắt mực bỏ vô luôn. Cho cái nước nó mới ngon. Cắt đừng nó dày quá vô lâu chứ. Cắt mực gà gì cái nào mình bỏ vô ngon lắm nha bạn. Bắt cắt vô mình bỏ vô liền luôn là ngon lắm. Rồi. Xôi lục cục tới luôn các bạn ơi. Để nấm này vô nữa là ngon. Cái lẩu này thôi. Giờ lẩu xôi rồi nhà bắt đầu ăn nha các bạn. Mời các bạn vô luôn nha các bạn. Ăn ngon lành cái coi. Đừng kết thúc clip coi. Tây ăn ngon không Tây? Ngon. Gái nó giờ nó bụng rồi. Nó bụng mà ăn cái này nữa quá ngon rồi. Tám này cũng ngon dữ rồi ha. Rồi. Gái ăn ngon lành ghê chưa? Nước vừa ăn không? Này nước vừa ăn không? À. Lẩu nóng này ăn mạnh vô là ấm áp liền. Trời đang lạnh ăn lẩu này rất lạnh thôi. Nước ngọt đi. Cái cua tôm gì tùm lum chổng hết mà. Tuy sao không ăn tôm ăn nóng lò mũ mà nghe thơm là ăn tôm không mẹ với tôm nào không ăn thì ăn còn gì bún với nước không à thì ba mua cả đống rồi mà mốt bàn chắc ba đi sớm luôn đâu nhỏ cháu lại kịp lúc luôn các bạn ngay cái là tưởng đâu lại không kịp ai kịp luôn ở ngoài trời lạnh lạnh đấy vô ăn cái lẩu này kết hợp hai trong một nha các bạn. Cái mình để cái miếng để cái đó lên là mình nướng tôm luôn cũng được nha các bạn. Tại vì mình thích ăn con tôm nó nướng xong cái bỏ vô lẩu ăn. Mình ăn riêng nó ngon ngọt con tôm lắm các bạn. À, lấy cục bơ vô coi. Cục bơ quá đẹp rồi. Đó các bạn để cục bơ lên tay mình dòng để con tôm nướng nó thơm lắm nha các bạn. Nhậu có cái lẩu này mấy dần nhậu cũng tiện lắm nha các bạn. Đó, để mấy con tôm lên. Không rồi, cái gì rồi. Mực luôn rồi. Ăn thử cái rau cu cá chín dữ rồi. Thường lấy cái dĩa gắp nó riêng ra bỏ cá để trong lẩu giờ nó chín rồi nè các bạn. Để ngon quá. Giờ nhà bắt đầu vô cực điểm rồi nha các bạn. Nóng rồi vô cực điểm rồi. Trời lạnh lạnh ăn này là hết sảy ha. Loại này
gió đi lắm. Ừ. Ăn cái đầu thì bỏ qua bên đây, ăn cái đầu thì bỏ qua bên. Mực bắt đầu giờ nó sôi, bắt đầu chuẩn bị rồi. Này mực nướng, mình muốn ăn nướng cho nên đỏ vô cũng ngon lắm nha. Đó, các bạn ở đây thấy nó vàng, thơm, đã không các bạn? Nướng bơ á, ở trên dưới thì mình ăn lẩu, trên thì mình muốn ăn mực nướng rồi. Để mình uống vài chai bia cũng ngon nha các bạn. Rất là tiện các bạn ơi. Chín rồi đó, giờ chuẩn bị ăn đi. Tôm, người con chấm muối tiêu liền ăn nó đã lắm, thử coi ngon không? Đã ăn luôn. Hai mực này chắc chín rồi. Ừ, mực chín rồi đó, gâu mực chín rồi đó. Xã ăn gì đó? Cua. Cua, xã ăn cua. Xã phải ăn cua. Má cua ăn cua. Rồi, tôm chín rồi, người một con cho nó ngon coi. Rồi mời mọi người luôn nha. Thôi clip tới đây cũng dài rồi các bạn ơi, xem vui ủng hộ kênh Dương Tân dưới đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều nha, chúc các bạn có một ngày vui vẻ hạnh phúc nha các bạn. Rồi gia đình mình cũng chào tạm biệt các bạn nha, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ đầy hạnh phúc nha các bạn. Dạ, lạnh nấu lẩu ăn mọi người. À trời lạnh nấu lẩu ngon lắm nha các bạn.